nay mình theo chân anh Te đi bẻ nhãn nha mọi người. Ồ quá trời cháy luôn Te ơi. Te ơi. Đâu rồi? Ôi rồi. Kìa, cái chùm nhãn. Ôi cháy hết cái cháy hả? Đâu Te của mày bẻ sao đâu Te? Đó, cái gì đó. Cái gì lụm lụm mà. Ừ. Cái tàn này nó không có cao phải không Te? Tàn gì đó được rồi đó, tàn cao quá nó bậy. Cao quá nó khó bẻ nữa ha. Ừ, chịu chết ai bẻ. Cao bỏ trơn ngày đấy dưới đây xong rồi được rồi đó. Thì cái anh bên bộ phận xử lý phỏng vấn anh chút rồi hả Tè? Đâu rồi không biết. Ủa cái này mình để cháy thì tháng nào vậy hả anh? Ờ, cái này em để cháy 26 tháng 3. Cái này là tự anh xử lý luôn đó ha? Ờ, cái này tự em xử lý cái vườn cho ông anh bạn. Tên gì vậy? Tự giới thiệu luôn coi. Ờ, em tên Quân. Quân. Ờ. Anh này hay lắm mà nghe, ảnh cái vườn này để ảnh xử lý đó nha. Nè, mọi người anh xử lý ra cháy nè mọi người. Để hai quân mình qua bên cái bờ bến đó, mình qua cho mọi người xem. Dữ lắm luôn. Không phải riêng về cây này đâu, nó hết vườn luôn vậy đó. Ủa xử lý từ ngày xử lý tới bữa nay mình bẻ là lâu không hả anh Quân? À, từ cái ngày mà mình đổ thuốc á là tới cái ngày bẻ là tầm cỡ khoảng, nếu mà ra gộ thì cỡ khoảng 6 tháng rưỡi, còn nếu mà ra bông không gộ không là tầm cỡ khoảng 7 tháng mà mình mới thu hoạch được. Gì nhãn nó kêu nhãn gì vậy anh Quân? Ờ, cái này ta kêu nhãn Ido giống nhãn Thái á. Nhãn Ido. Để thôi mình bẻ một trái cho mọi người xem nha mọi người. Cái này nó đều gì là cỡ chừng bao nhiêu tháng vậy? Có tháng không? Ờ, nếu mà ra bông gộ 6 tháng 20 ngày là thu hoạch được. 6 tháng 20 ngày hả? À. Còn mà nếu mà ra bông không gộ không thì tầm có khoảng 7 tháng. Mà bữa nay bẻ gì là cây gì là thấy đạt tiêu chuẩn bao nhiêu phần trăm rồi anh Quân? Ờ, như vậy là nói chung xử lý bông trái gì là đạt 100% rồi, nói chung là không có lút đọt nào trơn á các bạn ơi. Anh có đọt nào cũng bông trái đầy đủ hết. Anh có lãnh xử lý vườn cho người khác không? Ờ, em thì nói chung thì anh em nào quen em mới xử lý, chứ mà nhiều khi xử lý cho mấy bà con khác, nhiều khi đó, cái cách mình làm vậy đó, nhiều khi bà con thêm bùa thuốc này kia nọ vô nữa cũng khó khăn lắm. Vậy là ai tin tưởng mới được ha. Ờ, anh em nào mà ví dụ thân thiết đồ thì em mới xử lý, còn mà những bà con khác thì em không có làm. Rồi nữa có gì có bà con liên hệ qua cái kênh của tôi thì tôi liên hệ với anh Quân ha. Dạ dạ. Cảm ơn anh Quân rất là nhiều. Vườn của anh Quân xử lý nè mọi người, quá trời cháy luôn. Sáng giờ bẻ bữa nay rồi không ta? Rồi. Chắc cả 3 ông tiếng nữa rồi à. Nghe coi nhãn nè. Ít hồn không? Quá cháy thiệt chứ. Ý là cây này nó ít cháy nè ha. Hay là bẻ rồi hết mớ rồi? Bẻ rồi hết mớ rồi đó. Đang bẻ đó, đang bẻ dài qua đó. Cháy sao mà muốn gãy nhánh luôn đó mọi người. Đây nè. Cháy này giống như mà cái vườn dâu vậy hết nhiên. Cháy như trái dâu vậy đó. Dày ngon ghê luôn à. Cắn vô, cắn vô. Cái này cơm dày ngon là do mình là cách xử lý phân thuốc nha. Mình hối hợp sao mà cho nó đồng đều là cơm nó mới dày, nó ngon gì. Nó dày vỏ, nó không bị nứt. Ha, trái nó to luôn. Nhãn này nếu đi phân thuốc đúng là trái nó to, nó bự lắm. Còn bà con đi không đúng phân thuốc, thứ nhất là trái nó bị đẹp, nhỏ mà cơm nó không dày. Nó có bị thức, nó nứt thú gì từ từ luôn nè, cái cơm nè mọi người quá trời luôn. Rồi cái trái này là em ấy là nói chung là chưa có to không đó mà cơm dày. Thôi cái đây rồi để đây nè mọi người ơi, hết biết ăn cái chắc no luôn quá, một trái ăn chắc no luôn quá nhỉ. Cái này cái trái nào chứ làm thử ăn ta ngọt không ta nè. Trời ơi cái này hết biết rồi nè, cây nè. À qua này cây nhãn đốc nè. À bà con thấy không, đọt nào cũng có trái chứ mà con ơi, không có lút đọt nào chứ á. Cái này chắc kỹ thuật ngọt hết biết rồi. À, cái nhãn này cũng đơn giản đó bà con ơi, nếu mà mình làm đúng theo cái kỹ thuật, cái quy trình á thì nó ra bông đồng loạt, nó đều, nó trúng, nó sẽ không bị lút. Còn nếu mà con làm không đúng theo cái quy trình á là cái cách của nó
đi phân đi thuốc mà chịch là nó ra bông, nó hay bị luốc là về bông lá. Bông lá là nói chung là nó không có đạt, bông nhỏ là nó bị luốc hết trơn à. Nó luốc là có cái chỗ có chỗ không đó phải không? Là cái chỗ đọc có đọc không. Ờ đúng rồi. Luốc là bị có chỗ không ha. Ờ cũng như là cái bông mà nó ra có khúc một đọt, nó ra có khúc bông xíu là nó người ta kêu bằng luốc, chứ hoặc là nó luốc ra lá hết là nó không có bông luôn. Ờ cái này cũng như là mình làm vườn mình nghiên cứu rồi mình cách mình pha chế thuốc thôi, chứ cái phân thuốc mình đi cân đối thì nó đạt năng suất cao à. Vậy là này do kỹ thuật phân rồi kỹ thuật thuốc luôn đó ha. Giờ là do ví dụ mình thu hoạch xong rồi mình cắt tỉa tàn, mình tạo tán lại là cái tàn nó là sao, rồi mình bồi dưỡng vô, nó mới ăn xong nó mắc sức rồi mình phải bồi dưỡng phân thuốc này kia kia nọ cho nó phù hợp hợp lý là sao mình lấy bông trái là nó rất dễ dàng. Ok, vậy là mấy vườn vòng vòng đây là nhờ quân xử lý hết đó ha. Em thì nói chung thì xử lý anh em nào thăng em mới làm thôi, còn mấy vườn nào mà ví dụ mà ấy quá thì em cũng không có lãnh làm. Nhiều khi nhầm người ta còn thêm bớt thuốc vô rồi mất công khó khăn mất lòng. Giống như giao cho mình là phải giao cho mình hết, tin tưởng mình hết ha. Đúng rồi, ví dụ giao cho em là em hướng dẫn sao phải làm vậy, không có thêm phân thuốc gì riêng biệt hết, là làm theo ý em là đạt 100%. Còn nếu mà có thêm bùa thuốc vô thì cái đó là em không bảo đảm. Nếu mà có người có người mà nhắn coi, nhắn tin comment ở dưới cái video mô tả này nè là tôi giới thiệu qua bên anh Quân đó, sẵn lòng giúp đỡ anh Quân. Nếu mà chỗ anh em quen biết thì em giúp đỡ, còn những người lạ thì cái đó thì em còn phải suy nghĩ lại nha. Rồi không hứa trước ha. Còn như anh em quen biết giới thiệu chỗ tình nghĩa thì cái đó thì em sắp xếp thời gian em giúp. Mời mọi người cùng theo chân mình tham quan vườn nhãn một vòng nha mọi người.
trời mấy cái đầm này ta. Nhìn ghiền luôn rồi. Vừa mấy cái nhỏ nhỏ căng hơn gà ký đó. Ba ba móc đẻ căng tiếp. Yếu quá trời. Mình chịu á. Tè ông đu sao bị gan khỉ già vậy mọi người. Đâu ghiền luôn như vậy. Đu lên cây á. Đại thiên đó. Đại thiên. Câu ngọt không? Này làm thơ nổi nữa không? Này chắc học thơ hết thơ rồi. Tự làm bài cho bà con ta nghe luôn. Nhãn sau khi thu hoạch sẽ được vận chuyển vào trong đây nha mọi người. Mình theo trang của anh này mình vô đây mình xem mọi người trong đây sẽ lạc lá. Mọi người làm trong đây không khí rất là vui vẻ. Anh này thì ảnh vô thùng đó mọi người. Vô thùng quy định không biết, mình không biết nhiều ký nữa, chắc khoảng 20 mấy ký đó mọi người. Dạm quay làm YouTube á chị. Rồi sao anh? Không có sao hết á, đâu có gì đâu. Hồi bể màn hình hết trơn á. Bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Mọi người nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh Về Miền Sông Nước để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. Đó cũng là niềm động lực thúc đẩy cho mình làm các video càng ngày càng hay và hấp dẫn, phục vụ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.